phiên chợ khai xuân mùng 10. 10 đang có triển lãm ở Bắc Ninh to lắm nhưng mà em không đi được. Đây qua chỗ nói chung là chung dâu này. Thì phiên đầu tiên của lịch âm lịch năm mới đấy. Ngày cũng có một số cây thôi, cũng không có nhiều. Đấy thì vẫn dưa của Tết mà. Thứ hai là vẫn còn mai đào mang đi thành lý khá là nhiều. Hôm nay ra xem có cây gì hay hay để anh em mình cùng xem có rước được về không bác nhé. Cái lộc vừng này bao nhiêu anh Trung ơi? Hả? Lộc vừng này bao nhiêu tiền đấy? Lộc vừng này 2 triệu. Triệu. Thế thì anh ấy mẹ bên này hay hơn. 2 triệu ạ. Xong xuống tí hay hơn. Chợ không, nhưng tại vì lộc vừng anh có rồi. À, đây. Mấy cây mini cũng này cái tay cảnh tí. Chậu này mấy lít rồi? Chậu đá. Vừa mấy ra là thấy cái lộc lá rồi. Cây xuân thì nên mua mấy cây có lộc tí nhé. Yeah. Dù kia cũng xanh. Dù trồng nó hơi đen tối đúng không? Tại vì chắc quét xi là nó thế đấy. Thế để đang đẹp nguyên đáng người ta đẹp thế này. Thôi lại về sơn lại màu khác vậy. Nếu không nhưng mà để trong nhà nhìn đen đen này nhìn lại sạch. Hay nhỉ? Quấn kiểu gì đây thôi. Củ vá mà. Các cái bé đang chơi ô ăn quan đấy. Ô ăn quan. Quấn từ đâu? Quấn từ bên này sang. À. Đúng đây. Đấy. Gọi là đất cát là cũng sạch sẽ rồi mới để nhà được. Không bị bẩn, tưới không bị bẩn. Tới. Quét mỗi xi măng quét thì này thì được mỗi mặt trước. Cái chậu nó khá hay nhỉ. Men khá hay. Hôm trước Tết có múc được cây nào mới không anh? Không, mấy hôm trước Tết là anh đi mua hoa rồi. Mới là chỉ có hoa quất mai nhé. Mai miết nhỉ. Có bán. Đúng rồi. Có chơi mai nhất kìa anh. Mai. À đấy. Tết phải chơi cái món đấy. Mai chứa thủy. Vì là nhiều triển lãm lắm này. Hôm trước Tết là đi đâu mà thấy đi xa thế anh? Anh ạ. À? Đi sang Lào. Ôi à? Có vụ gì bên đấy kinh đấy? Đi rừng ra Hà Nội. Đúng rồi. Có ông Tùng trên Bắc Ninh cũng gọi lên nhưng mà không đi được. Có triển lãm bên Bắc Ninh. Từ mùng 8 nhưng mà chắc là nay ổn định rồi. Nay là cây ngon rồi. Nay hôm nay hình như là khai mạc. Vâng. Nó dập dịch từ mùng 8. Xì cổ. Xì cổ. Phép như kiểu này khó chơi đấy. Vâng. À. Đá cụ ngày xưa làm qua loa quá bây giờ dỡ ra để mất công. Mà cứ còn hỏng cái cây. Cái cốt của nó không ok. Dám quá. Cái mai anh già nhá. Già. Anh già. Anh xin thủy. Đây là Linh Sang thì tốt thế. Đi
mỗi cây lộc vừng. Cái du cái thì nhỏ quá, mới vào đá, mới kiểu như mình có cái máy cắt đấy, cắt theo hình nhét đấy, anh cũng nghĩ là như nhét rồi đấy, làm sao nó ấy được vào đấy được, cắt đá không ép đúng không? Vâng. Thì chắc độ khoảng độ 5 là nó bè ra là được. Cắt đá cắt cả phần đây. Vâng. Toàn phần đây nó ép. Đúng rồi. Mình quét đi, bằng cố tình quét để cho nó lấp đi. Nhìn sạch sạch đi. Nhìn nó phải tách bạch ra rồi. Đúng rồi. Mà giảm tí mua được. Đúng rồi. Ờ, gần đầu Đại lộ Thăng Long ấy. Gần đại lộ, đầu Đại lộ Thăng Long ấy. Ngõ 72. Đại Mỗ, à Tây Mỗ, Tây Mỗ. Tây Mỗ đây. Thế à? Mình đi chơi đi bán cây đấy. Đi chơi bán gì đâu. Chỗ nào nhà về nó về nó hay thì Tây Mỗ này. Gần đầu Đại lộ Thăng Long ấy. gần đầu Đại lộ Thăng Long ấy, cách đầu Đại lộ Thăng Long khoảng độ 200 m. Đi quan chưa? Đi quan chưa? Qua rồi, qua tí. Qua nhà vườn à? Đi sang bên kia chưa nhờ? À chưa, cứ như là về phía này ngược lại đấy, làm phụ thứ đấy, đây là làm phụ thứ à? Vâng. Làm phụ thứ ra à, cháu ở đấy thôi chứ không phải dân ở đấy chưa. Cho anh địa chỉ không mà anh xuất không mà 72 vào trong khoảng độ 100 m. Qua cổng làng chưa? Ở bên này đâu cơ? Cháu ở bên bên đối diện cổng làng ấy, bên đối diện sân đình ấy. Gần nhà ông gì nhỉ? Gần nhà ông trông chơi cây thì gần nhà ông Bái. À gần nhà ông Bái á? Gần ông Bái. Nhà ông Bái ngõ 180. Nhà em ngõ 72. Đấy. Cho có trường mầm non đấy. Có cái trường mầm non Tây Mỗ đấy. Đối diện cái cổng làng Phú Thứ ấy. Ngõ 116 thông với ngõ 172 ấy. Đấy. Chả biết chủ là nhà ai. Cứ ở đâu. Vì không có chủ ở đấy. Chỉ đến tu tiền thôi, chả biết tên là gì. Đấy. Điện thoại hay nào? 0919. Đi có về nhà không? À tí phải đi làm chứ. À thế à. Tối nhà không? Tối có. À. 0919. 0919. 0919 rồi. 391. 391. 266. 266 à? Vâng. Anh nháy máy nhá. Vâng, anh nháy đi. Nhà anh bên đấy. Thế à? Anh là anh gì mà Tuấn hay anh gì nhỉ các bạn nhỉ? Anh em cứ đồn anh Tuấn Mỗ hay anh gì đấy mà. Cái gì Mỗ nhỉ? Em quên mất. 22 à? 22. Rồi rồi. Mày vườn nhà thằng La Tuấn à? Chú nghe chứ đã vào được bao giờ đâu. Hôm ông Bái ông định bảo sang đấy chơi mà có đi được đâu, em bận quá. Nhà nhiều cây không anh? À. À đấy à? Hay quá. Chỉ bê thôi. Em vừa rồi Tết em về trở về quê nhiều, bây giờ còn có vài cây thôi. Anh cũng hay xem ở ngoài chứ mày thấy mày cứ tắt đĩa nhưng mà thấy bảo trên Quốc Oai. À trên Hòa Lạc. Cách đấy có gần 30 cây số. Sao em vào nhà ông này nhìn cây là phê luôn. Còn bè xíu thôi. À nhưng mà như anh ở ngõ nào? Mình anh mình có đoạn nào mày đưa đến tổ quốc áp đi lên cái ra nhà văn hóa thôn dưới, nhưng mà để ở đường Tây Mỗ à? Đường thôn dưới đâu em mới về rõ. À cầu cốc gì? Rồi rồi, gần gần chỗ đình gì đang có hội gì? Rồi thế thì để vào hội gần quá đây, chỗ mình có hội này. Chỗ cổng gần chỗ em có cái quán cà phê hay lắm, 15.000 một cốc đó, 10.000, 15.000 rồi hay đấy. Đấy là thằng
anh ngồi đấy mà cái ghế tre trước đây. Anh ngồi ra ngoài đường gì? Đấy đấy. Bụi bụi thì. Sức tân gì? Đấy, em hay đi bộ ở đây cà phê đấy. Thì đi ngõ đúng là ngõ nhà đối diện ngõ nhà mày ra có thằng bán điện lạnh như thế. Chắc thế. Ờ à, đúng rồi. Đấy, thì ngõ nhà vùng ra chịu đâu. Quay xong đây nước rồi nhá. Vâng vâng. Rồi. Sức kho đấy con gì đấy. Thế thì mấy hôm nữa em vào tham quan phát nhỉ? Xanh. Đi được kiêng được vài ba cây. Nó hợp gu thì rất dễ. Chứ nhiều cây rất đẹp nhưng mà không hợp mình thì cũng khó. Và hôm nay hỏi mua không? Bảo nó chỉ có cho ngắm. Đúng rồi, bây giờ gần đấy thì mua làm gì ra ngắm được, em ở trọ phí. Ra ngắm hỏi nhau uống nước trà, chơi với nhau là vui. Thì thoảng mà em ấy có em gửi cây đấy. Chứ nhiều khi em cũng gửi lung tung nữa. Giờ cười cây để khắp nơi. Hôm vừa Tết nha, về mang có 3 cây đi với lại còn lại lâu rồi gửi. Còn đâu là vứt lại, mất thì mất, không mất thì kệ, lên vẫn còn. Anh thấy mày tư vấn tốt đâu nào mà để cắt đi. Anh cứ để. Hôm vừa bảo về bảo lên thì mất thì thôi. Kiểu đấy. Chậm, chung là có cây lục vực này.